Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 15 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, sáng nay Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh đã chủ trì làm việc với lãnh đạo huyện Đông Anh về tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022, đề án xây dựng huyện thành quận và giải ngân vốn đầu tư công. Cùng tham gia buổi làm việc có các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan của thành phố. 9 tháng đầu năm, huyện Đông Anh đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ đồng bộ, giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn ước đạt hơn 127.000 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, năm 2022 là năm đầu tiên huyện được thành phố giao tự chủ nguồn thu và nhiệm vụ chi. Đến nay, thu ngân sách huyện cơ bản đạt kế hoạch, đáp ứng tự chủ nhiệm vụ chi thường xuyên và phát triển kinh tế xã hội của huyện. Trong đó, tổng thu ngân sách 9 tháng ước đạt 3.254 tỷ đồng, bằng 81,2% so với dự toán thành phố giao và đạt 68% so với dự toán huyện giao, bằng 121% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2022, huyện Đông Anh có nhiều giải pháp tổng thể, quyết tâm và tập trung cao độ trong việc thực hiện và cơ bản hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt thuộc đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận và các đề án thành phần. Huyện đã ban hành nghị quyết chuyên đề số 250 của huyện ủy về quyết tâm phấn đấu hoàn thành 5 có 3 không tại các thôn làng, tổ dân phố trên địa bàn huyện năm 2022. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và đại diện các sở ngành đã trả lời đề xuất của huyện, bao gồm 6 nhóm vấn đề lớn với 36 kiến nghị liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương, giải ngân vốn đầu tư công của những tháng cuối năm 2022 và giai đoạn tới, nhất là những khó khăn vướng mắc tại cơ sở khi triển khai thực hiện xây dựng đề án từ huyện lên quận. Sáng nay, Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm tổ chức kỳ họp thứ 7, kỳ họp chuyên đề xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Theo đó, Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã thảo luận thông qua các nghị quyết về điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách quận năm 2021, phê duyệt chủ trương đầu tư công trung hạn đối với 11 dự án có tổng mức đầu tư 473 tỷ đồng, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 4 dự án nhóm C với tổng mức đầu tư 174,5 tỷ đồng, chủ yếu là các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, thiết chế công, thiết chế văn hóa. Điều chỉnh bổ sung danh mục 12 dự án kế hoạch đầu tư công năm 2022 và điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đợt 4 cho 37 dự án. Bổ sung cập nhật điều chỉnh lần thứ 3 kế hoạch đầu tư công trung hạn. Bổ sung danh mục điều chỉnh điều hòa kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, trong đó bổ sung vốn khởi công 190 tỷ đồng cho 21 dự án đủ điều kiện. Sáng nay 23 tháng 9, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ số và kỹ năng marketing online cho phụ nữ khởi nghiệp, cho các doanh nghiệp nữ vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ kinh doanh do nữ làm chủ của 15 quận huyện trên địa bàn thành phố. Lớp học này nhằm trang bị kỹ năng kiến thức giúp các chị em phụ nữ tham gia kinh doanh khởi nghiệp cần phải trang bị cho mình những kiến thức cơ bản nhất để nhận biết sự an toàn từ mạng xã hội, có thêm cơ hội điều kiện phục hồi phát triển kinh tế, tăng gia doanh số. Hơn 4 năm qua, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ trên 2.500 phụ nữ khởi nghiệp, hỗ trợ hàng nghìn phụ nữ khởi nghiệp, doanh nghiệp do nữ làm chủ. Chủ hộ gia đình đổi mới ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng phát triển thương hiệu sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm qua các kênh trực tiếp và trực tuyến. Top 10 doanh nghiệp công nghệ thông tin tiêu biểu của Việt Nam năm 2022 là những doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu, uy tín, có những đóng góp lớn trong việc thúc đẩy nền công nghệ thông tin của Việt Nam. Theo thống kê của Vinasa, tổng doanh thu năm 2021 của các doanh nghiệp được vinh danh top 10 năm nay đạt khoảng 7 tỷ đô la Mỹ, chiếm 51% doanh thu của toàn ngành phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam. Mang sứ mệnh tạo ra các sản phẩm công nghệ chất lượng cao thương hiệu Việt, trở thành doanh nghiệp công nghệ công nghiệp trụ cột của Việt Nam. Từ nhiều năm nay, các kỹ sư của VNPT Technology tập trung vào 5 lĩnh vực nghiên cứu phát triển, bao gồm phát triển sản phẩm công nghệ và OTM, sản xuất thiết bị công nghệ công nghiệp, tích hợp hệ thống mạng viễn thông công nghệ thông tin, thương mại dịch vụ kỹ thuật ICT trong nước và quốc tế và chuyển đổi số. Tại lễ công bố và vinh danh top 10 doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam 2022 vừa được tổ chức, VNPT Technology đã vinh dự nhận giải thưởng top 10 doanh nghiệp sản xuất phân phối thiết bị viễn thông công nghệ thông tin năm 2022. Nhờ có cái việc làm chủ toàn bộ cái thiết kế phần từ phần cứng, phần mềm đóng góp vào cái công cuộc chuyển đổi số cho gia đình, cho doanh nghiệp, cho chính phủ thì nó cũng đảm bảo về an ninh thông tin, bởi vì là toàn bộ các thiết bị của chúng tôi
sản xuất cung cấp hiện nay là có trên 12 triệu thiết bị trên mạng lưới, thì là đều có cái hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp từ cái hệ thống gọi là hệ thống quản lý tập trung, hỗ trợ tập trung. Được bình chọn từ những doanh nghiệp tiêu biểu, chương trình top 10 doanh nghiệp công nghệ thông tin tiêu biểu của Việt Nam năm 2022 đã được đổi mới với hình thức thể hiện mới để không chỉ vinh danh mà còn kể những câu chuyện về nỗ lực, về sáng tạo, về sự chuyển đổi của doanh nghiệp số. Các cái doanh nghiệp công nghệ thông tin của chúng tôi hiện nay cũng đã đang nỗ lực đầu tư các cái công sức nền tảng nghiên cứu để phát triển những cái nền tảng công nghệ mới dựa trên những cái xu hướng công nghệ mới hiện nay như là trí tuệ nhân tạo, như là blockchain, IoT hay là metaverse. Và những cái câu chuyện này thì nói về những cái chặng đường rằng họ đã làm những cái gì và họ đã có những cái thử thách và chinh phục như sao để có thể có được những cái kết quả đầu tiên, và hiện nay họ vẫn đang trên cái hành trình để mà đạt được những cái mong muốn tiên phong trong công nghệ. Sản phẩm của các doanh nghiệp này không chỉ hỗ trợ các đơn vị trong nước chuyển đổi số, mà còn tạo ra nền tảng hệ sinh thái số để thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Đây sẽ là đội ngũ có vai trò tiên phong dẫn dắt, đầu tư vào các công nghệ mới và định hướng thị trường. Thưa quý vị, trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay thì chi phí xăng dầu luôn chiếm một khoản tiền không nhỏ của mỗi gia đình. Thấu hiểu điều đó, ông Đặng Hoàng Sơn, Hội viên Hiệp hội Những người lao động sáng tạo Việt Nam đã dành nhiều năm nghiên cứu và chế tạo thành công bộ tiết kiệm nhiên liệu dành cho xe máy và ô tô. Với kết quả thiết thực mặc lại, sản phẩm bộ tiết kiệm nhiên liệu đã đoạt huy chương vàng tại Hội thi sáng chế công nghệ quốc tế tại Malaysia tháng 6 năm 2021. Bộ tiết kiệm nhiên liệu là thiết bị khá nhỏ gọn được lắp trực tiếp vào bình xăng con xe máy. Đây là sáng kiến đã được cung cấp ra thị trường nhiều năm qua và được nhiều người tiêu dùng cả nước đón nhận. Với những ưu điểm như tiết kiệm được từ 20 đến 30% xăng, hệ thống chỉnh gió tốt, nhiên liệu được đốt cháy hoàn toàn, giảm lượng khí thải và kéo dài tuổi thọ của xe. Đây là một cái sản phẩm rất là độc đáo, một sản phẩm cơ khí, năng lượng, và nó giải quyết một vấn đề liên quan đến tiết kiệm năng lượng là vấn đề nóng của thế giới. Và sản phẩm này sau quá trình nghiên cứu lý thuyết, thử nghiệm thì đã được sản xuất đại trà và đưa vào trong cuộc sống, đã được kiểm nghiệm ở trong xã hội. Không chỉ được ghi nhận trong nước, sản phẩm bộ tiết kiệm nhiên liệu đã đoạt huy chương vàng tại Hội thi sáng chế công nghệ quốc tế vào tháng 6 năm 2021 tại Malaysia do Hiệp hội Sáng chế và Sở hữu trí tuệ thế giới cùng Malaysia tổ chức. Cái thành công ngày hôm nay được như thế này thì tôi sẽ cố gắng là sẽ nghiên cứu và sẽ ra đời những cái sản phẩm tiếp theo để nhằm góp phần làm giảm đi ô nhiễm môi trường và đồng thời là giảm chi tiêu cho người dân đang gặp khó khăn trên vấn đề nhiên liệu. Trong thời điểm giá xăng đột biến như hiện nay thì sản phẩm tiết kiệm nhiên liệu xăng rất hữu ích cho những người sử dụng xe gắn máy trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Ý tưởng sản xuất ra bộ sản phẩm tiết kiệm nhiên liệu không những mang lại hiệu quả kinh tế mà còn thể hiện một ý chí sáng tạo vì lợi ích chung của cộng đồng. Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống, Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã phối hợp với tổ chức Facing the World tổ chức khám và phẫu thuật dị tật hàm mặt cho hơn 100 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh phía Bắc có các dị tật vùng hàm mặt và chân tay. Em bé này có dị tật ở ngón tay do tai nạn từ 2 năm trước. Dị tật nằm ở bàn tay trái nên cũng không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hàng ngày của em. Đến lớp bạn bè cũng hỏi thì bé cũng cho đấy là chuyện bình thường và không hề tự ti với ngón tay của mình. Nhưng khi có đam mê với môn nghệ thuật múa thì ngón tay bị tật đã ảnh hưởng nhiều đến bé. Vì cái bài múa của con thì con lại bị tự ti vì một khoảng lên sân khấu. Vì cái tay của con nó cử động nó không được giống các bạn. Là có một lần con bị như này, con múa bài múa của con như thế này thì nó lại bị cong lại, thì con rất là tự ti. Con muốn bố mẹ đi chữa cho con để con đỡ tự ti hơn ạ. Còn em bé này thì bị sụp mí mắt bẩm sinh, bệnh không ảnh hưởng đến thị lực của bé nhưng lại ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ, khiến bé không tự tin. Khi đến lớp thì các bạn cùng trang lứa trêu đùa. Muốn là con mình sẽ được như các bạn khác đi.
Đi treo không? Đi học qua đi treo. Cũng bị. Thế tuổi thân. Những chương trình rất có ý nghĩa với những người mà không hoàn hảo, kiểu như bị khuyết tật hoặc là thiếu một cái gì đấy, rất có ý nghĩa. Hơn 100 trẻ được thăm khám, có gần 70 trẻ đủ điều kiện phẫu thuật. Các bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Tổ chức Phẫu thuật Nụ cười Hàn Quốc đã cùng nhau đưa ra phương án tạo hình cho từng trẻ với mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất. Cũng mong muốn là mang lại cho các cháu, những cái cháu mà thiệt thòi vì đã bị cái dị tật bẩm sinh và cũng có điều kiện với bệnh nhân cũng hoàn cảnh khó khăn, những cái nụ cười, những cái tương lai tươi sáng hơn. Và cũng qua đây thì cũng muốn gửi gắm đến các gia đình và các cháu mà không may có những trường hợp như thế thì cũng cứ tin tưởng và chúng ta cũng cùng nhau để tìm cho cháu những cái nụ cười, những cái tương lai tốt hơn cho các cháu và gia đình. Với niềm tin của các bác sĩ và hy vọng của các em về một tương lai tươi sáng, hơn 25 năm qua, chương trình phẫu thuật dị tật cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã, đang và sẽ tiếp tục thắp sáng ước mơ của trẻ em nghèo mắc dị tật bẩm sinh tại Việt Nam. Mong rằng với những sự hỗ trợ tích cực từ chương trình, các em sẽ sớm hoàn thiện khiếm khuyết, xóa đi những mặc cảm vốn có và tự tin hòa nhập cộng đồng. Tiếp theo là một số tin tức quốc tế đáng chú ý. Hãng sản xuất máy bay Boeing Mỹ sẽ trả 200 triệu đô la Mỹ để dàn xếp cáo buộc từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ rằng họ đã lừa dối các nhà đầu tư về máy bay 737 MAX, dòng máy bay bị ngừng bay trong 20 tháng sau hai vụ tai nạn khiến 346 người thiệt mạng. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ cũng cho biết cựu giám đốc điều hành Boeing Dennis Muilenburg đồng ý trả 1 triệu đô la Mỹ. Trước đó, ủy ban này đã buộc tội Boeing và cựu CEO Muilenburg vì đã đưa ra các tuyên bố công khai gây hiểu lầm nghiêm trọng sau các vụ rơi máy bay Boeing vào năm 2018 và 2019. Tháng 1 năm 2021, Boeing cũng đã đồng ý trả 2,5 tỷ đô la tiền phạt và bồi thường để giải quyết cuộc điều tra hình sự của Bộ Tư pháp Mỹ về vụ rơi máy bay 737 MAX. Giới chức Syria đã phát hiện 34 thi thể và 14 người sống sót trong vụ một chiếc thuyền chở người di cư bị lật gần thành phố ven biển Tartus. Chiếc thuyền này xuất phát từ miền Bắc Liban vài ngày trước đó. Theo chính quyền địa phương, các hoạt động tìm kiếm đang gặp khó khăn do biển động và gió lớn. Gần đây, số người di cư từ Liban tăng đột biến do nước này trải qua một trong những cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhất thế giới kể từ những năm 1850. Theo cơ quan theo dõi người tị nạn của Liên Hợp Quốc, số người tìm cách rời khỏi Liban năm 2021 tăng gần gấp đôi so với năm 2020. Từ đầu năm 2022 tới nay, con số này tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm 2021. Một vụ nổ đã xảy ra tại một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Neuquén phía tây Argentina, làm ít nhất 3 người thiệt mạng. Theo chính quyền địa phương, một đám cháy bùng phát vào rạng sáng trong một bể chứa. Nguyên nhân của vụ cháy vẫn đang được điều tra. Lực lượng chức năng đã sơ tán toàn bộ công nhân và người dân khu vực lân cận để đảm bảo an toàn. Vụ việc xảy ra vào thời điểm Liên minh Dầu khí Tư nhân ở ba tỉnh Rio Negro, Neuquén và La Pampa tiến hành đình công nhằm yêu cầu các biện pháp an toàn hơn. Ít nhất 7 người thiệt mạng và 1 người bị thương ở El Salvador sau khi mưa lớn gây ra lở đất nghiêm trọng. Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường El Salvador, ông Fernando Lopez cho biết, lượng mưa năm nay đã vượt qua mức trung bình. Cơ quan bảo vệ dân sự đã duy trì cảnh báo màu cam ở 29 thành phố ven biển và cảnh báo màu vàng trên toàn lãnh thổ khi tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp. Bản tin thời sự 15 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.